xin chào, mình là Thành Nghị. Hôm trước mình có pha món cocktail Moscow Mule được trình bày trong một ly bằng đồng rồi nhá. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về một món cocktail được trình bày ra cũng bằng một ly kim loại nhưng không phải ly đồng mà sẽ là ly thiếc. Cái cốc này mình mua với giá khá là cao đấy, cao hơn là số cốc khác. Cái cốc này mua với giá 300.000. Mình sợ là trên Amazon thì thấy là có một số các ly cốc từ năm 1970 mấy hoặc là 6 mấy được bán ở trên đấy với giá khoảng tầm hơn 500 đến 600 đô cơ. Và món cocktail ngày hôm nay mình trình bày sẽ có tên là Mint Julep. Nguồn gốc của món cocktail này người ta vẫn còn tranh cãi và không ai thực sự biết là nó sinh ra ở đâu. Nhưng món cocktail này trở nên nổi tiếng sau khi được bán rộng rãi và phổ biến ở trong giải đua ngựa Kentucky thì bạn. Và nhắc đến Kentucky nói riêng, miền Nam nước Mỹ hay là nước Mỹ nói chung thì không loại rượu nào có thể phổ biến và đại diện được cho Kentucky bằng bourbon. Rượu bourbon thì mình đã nói khá là nhiều ở trong các clip trước rồi, cho nên là mình sẽ không nói thêm về bourbon nữa. Một chút rượu đắng. Thành phần tiếp theo là một chút siro đường, một chút bạc hà. Nói qua một chút về bạc hà nhé. Bạc hà mọi người thấy ở trong các clip và cocktail ở trên YouTube hoặc là quầy bar thì đấy là loại bạc hà châu Âu hay là Euromint. Mình do sở thích cá nhân thôi, mình trồng một loại bạc hà khác, đó là Peppermint, bạc hà giấy. Đặc điểm của loại này đó là lá nó rất là nhỏ và mỏng, nên là khi mà các bạn để ra ngoài khoảng tầm vài ba phút nó bắt đầu thì nó bị mềm và bị héo đi rồi. Trong khi đó thì bạc hà châu Âu, Euromint thì nó sẽ dày hơn, màu xanh đậm hơn, to hơn, dễ trồng hơn. Và để trong khoảng thời gian là một buổi tối thì nó cũng chưa héo hẳn. Cho nên là để trang trí và để làm cocktail thì Euromint nó sẽ đúng kiểu và nó sẽ hợp hơn. Và mình do sở thích cá nhân thôi, mình vẫn cứ dùng Peppermint. Cái loại bạc hà này của mình thì nó chưa được lớn lắm, mấy hôm nay nó nắng hơi cằn cho nên nó sẽ nhỏ nhỏ như này. Mình nghĩ là các bạn nên trồng bạc hà tại nhà, bạc hà Euromint thì nó khá dễ trồng. Cộng thêm nữa là việc mua bạc hà ở ngoài quán thì người ta bán cái số lượng nó phải tầm một lạng hoặc là một túi gì đó và giá thành rất là cao. Nếu mình mua uống tại nhà thì một hai buổi không hết thì rất là phí. Và đó là tất cả thành phần để pha món cocktail Mint Julep ngày hôm nay nhá. Mình đi vào pha chế luôn nhá, let's go. Đầu tiên là mình sẽ cho một chút bạc hà vào trong cốc nhá. Tiếp theo sẽ là 15ml siro đường nhá. Các bạn thích ngọt có thể cho thêm, mình cho 15ml thôi. Sau đấy thì mình sẽ dùng cái chày dầm này, mình dầm nát ra một chút. Tiếp theo sẽ là 70ml bourbon. Tiếp theo là mình cho một chút đá đập nhỏ ra này. Mình sẽ quấy lên một chút nha. Sau đó thì mình sẽ cho đá lên đầy ly nhé. Và sau đó thì các bạn có thể nhỏ một hoặc hai giọt rượu đắng để trang trí và để tạo ra mùi vị nhé. Và các bạn trang trí vào một chút bạc hà. À, của mình nó hơi nhỏ nên trang trí nó không được đẹp cho lắm. Và cho ống hút lên trên. Ok, và đây là Mint Julep. Cái món này đặc trưng của nó là có rất nhiều đá và đá là đá vụn, trên nó tan rất là nhanh, nó sẽ làm loãng cái vị rượu bourbon ra. Vì các bạn nó chính là một loại nước giải khát, mát lạnh, có mùi thơm của bạc hà và có một chút cồn để khiến người ta hưng phấn hơn, đặc biệt là trong khi xem đua ngựa thường là được dính với cá cược. Ok, vậy là hôm nay mình và mọi người đã cùng nhau pha xong món cocktail Mint Julep này rồi nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nhá. Mình là Thành Nghị. Bye.